Xin thưa bà con, hôm nay chạy Trùng Quế Hai Ngon Vĩnh Long có một cái đoạn video chia sẻ với tất cả bà con nào mà có nuôi bò, nuôi trùng quế thì tôi xin chia sẻ cái đoạn video là mình trộn cái thuốc Gen hai lúa xanh với cám đường để mình tiêu diệt cái con kiến và cái con dưới nhũi và con cuốn chiếu. Thì cái này cái tổng thể của cái trại Trùng Quế Hai Ngon, thì cái trại của tôi thành lập năm 2015, thì lúc đó thì có cái tên là trại bò Út Nghiệp ha. Thì cái tổng thể nó như vậy, thì bà con thấy trại bò đây thì bà con thấy đây đi vào cái trọng tâm, bà con thấy cái thao là cái thao cám nè. Cám này là tôi này là 4 ký cám là tôi gan cho nó thơm lên. Thì bà con thấy là tôi phải trộn vô là 4 gói Gen ha. Rồi bên đây là cái thao đường. Đây bà con thấy cái bọc đường đây. Thì đường này thì khoảng cỡ 300 g đường, đổ vô nước quậy như thế để cho nó đều ra. Rồi cái Gen thì hồi nãy tôi đã pha vô nước và tôi trộn vô dưới cám rồi. Thì những cái chi tiết nhỏ nhặt như thế này tôi cũng xin thưa bà con, mình nghĩ rằng nó không quan trọng, nhưng đều trong cái lĩnh vực nuôi trùng quế là nó rất quan trọng nha bà con. Con đổ vô đi, con đổ vô cái thao, đổ vô, đổ đều vô hết trơn đi, lấy tay trộn lên, đổ đều vô hết đi, đổ đại vô đi, nó không có hết đâu sợ. Thì giờ bà con thấy đây, đó là cái nước, đó là nước đường ha. Rồi bắt đầu cái đứa cháu nè, lấy tay trộn lên, bà con thấy trộn lên. Thì trước khi trộn đường như thế thì mình phải trộn cái thuốc Gen á, Gen của thằng Ba Ge, của Syngenta, của thằng Ba Ge đó, của hai lúa xanh. Thì đây bà con thấy đây cái gói Gen đây ha, của thằng Ba Ge. Thì cái gói nó như vậy, thì bốn gói thì sẽ dùng cho 4 ký cám. Thì bà con thấy đó, tôi đã trộn trước, bây giờ là tới trộn đường vô sao. Lý do làm sao mà mình phải mắc trộn đường thì cũng xin thưa với bà con là đường là nó có cái vị ngọt, để khi mà mình để vô trùng thì để mình kích thích cái con dưới nhũi, con kiến và giữ cái con cuốn chiếu, để cho nó thấy nó có cái mùi ngọt ngọt, nó khoái, nó lại nó ăn thì nó tử vong, nó chết chứ không có gì. Bà con thấy ha, đi con đem vô gãi vô trùng đây, bà con thấy đây, tôi sẽ chia sẻ thực tế. Đây đứa cháu vô nhiễm trùng, con gãi có nhúm giống như hôm trước, gãi bên cái chỗ bãi xích giữa đó, bà con thấy ha, gãi ngay cái đường mình mới cho ăn á, bà con thấy đây, gãi ít thôi, gãi nhiều hồi nó sao đủ nào, đủ thiếu gãi thêm. Thì bà con thấy đây ha, là những cái này là những cái đoạn video tôi chia sẻ bằng thực sự tôi áp dụng cho cái trại của tôi. Thì tôi cũng mong rằng bà con nào có nuôi bò và nuôi trùng quế thì nên xem những cái đoạn video như thế này của tôi chia sẻ lên trên cái kênh YouTube của trại Trùng Quế Hai Ngon. Thì cái địa chỉ của tôi á thì nằm gần cầu Kiến Vàng, tỉnh lộ đường tỉnh 908, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Cái trại trùng quế của tôi là tên là trại Trùng Quế Hai Ngon Vĩnh Long ha. Thì bà con gõ vô cái Google Map thì nó sẽ chỉ cái đường để bà con đi tới trại của tôi. Và cái số điện thoại của tôi là 0986 203 159. Bà con đừng có ngần ngại, bà con cứ điện thoại trực tiếp cho tôi thì tôi sẽ chia sẻ với tất cả bà con những cái kinh nghiệm mà nuôi trùng và diệt những cái con dịch hại của cái con trùng quế, thì tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Hoặc giả bà con xem những cái đoạn video của tôi như thế này thì bà con cũng thấy rồi, thì bà con cứ áp dụng. Thì trước khi kết thúc thì tôi xin có đôi lời chúc cho tất cả bà con mọi miền đất nước làm bên cái công việc lĩnh vực hữu cơ chăn nuôi về cái ngành nông nghiệp hữu cơ hiện nay, một năm mới được nhiều sức khỏe và thắng lợi mới, thành đạt trong mọi lĩnh vực công việc. Tôi xin chào.